mới đây các nước thành viên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã tổ chức cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng với vương quốc anh để thảo luận về tuyên bố chung cấp bộ trưởng liên quan đến tiến trình đàm phán gia nhập cptpp của vương quốc anh Tại cuộc họp, bộ trưởng các nước đã thảo luận và thống nhất thông qua tuyên bố chung về việc kết thúc cơ bản quá trình đàm phán gia nhập hiệp định với Vương quốc Anh. Các bên đã thống nhất về mức độ cam kết của Vương quốc Anh về mở cửa thị trường trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, dịch vụ tài chính, mua sắm chính phủ, doanh nghiệp nhà nước và nhập cảnh tạm thời của khách kinh doanh, cũng như các cách thức để bảo đảm Vương quốc Anh sẽ tuân thủ các quy định của CPTPP. Nhân dịp này, bộ trưởng các nước cũng đã gửi thông điệp đánh giá cao Việt Nam đã đăng cai tổ chức rất thành công phiên đàm phán tại Phú Quốc vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua, qua đó đã đưa đến kết quả quan trọng cho các nước CPTPP cùng Vương quốc Anh, kết thúc cơ bản quá trình đàm phán về phía Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà đăng cai tổ chức phiên đàm phán tại Phú Quốc, bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã bày tỏ sự vui mừng khi các nước CPTPP và Vương quốc Anh đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực tại phiên đàm phán này và ngay sau đó đã ra được tuyên bố các bộ trưởng về việc kết thúc cơ bản quá trình đàm phán gia nhập hiệp định với Vương quốc Anh trên cơ sở những kết quả đàm phán cả về mặt đa phương và song phương, bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã xác nhận ủng hộ của Việt Nam đối với việc Vương quốc Anh sớm hoàn tất quá trình gia nhập CPTPP.